Chú hái từ cái quả này cho cháu thưởng thức thử được không chú? Đây chú hái cho cháu. Cái quả ngon nhất đi, ngon nhất của vườn này. Vâng. Nó rất là đỏ đẹp. Vâng. Và chất lượng. Vâng. À đây, rồi. Ờ chú có cái này hay nhỉ? Cái kéo này là nó vừa tác dụng cắt cành. Vâng. Giữ được quả. À vâng vâng. Mình chảy là không cần quay cái giỏ nữa. Vâng. Đây mời cháu đi. Vâng, cháu thử xem nào. Cái tép bưởi nó... Cái tép nó rất đẹp. Rất đẹp đúng rồi. Không? Cái này tép mà tiếp khách hoặc là mình để rồi. Trên... Là... Mâm ngũ quả đúng không? Rồi. Cháu thử đi. À, xin kính chào bà con và quý vị khán giả đến với kênh Làm Nông TV và tôi là Thế Anh. À, thưa quý vị, hiện tại thì tôi đang có mặt tại thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một cây bưởi khá là đặc biệt. Đó là giống bưởi đỏ đấy ạ. Và cây bưởi đỏ nó có một điều rất riêng biệt và độc đáo. Đó là duy nhất ở thôn Đông Cao này mới có, đó là cây bưởi đỏ. Và để biết được cái phương pháp cũng như là kỹ thuật chăm sóc cây bưởi như thế nào thì ngay sau đây thì tôi sẽ cùng quý vị các bạn đến gặp trực tiếp chủ nhân của ngôi vườn này ạ. Dạ vâng, xin mời quý vị cùng theo chân tôi ạ. Dạ vâng, chào chú ạ. Chào Thế Anh. Dạ vâng. Chương trình nhà lâu. Vâng, chú đang gì ấy chú? Chú đang tỉa cành. À vâng. Chuẩn bị coi giai đoạn bón tiếp theo. À vâng. Đây là vườn bưởi nhà mình đây, tất cả đây hả chú? Đây là vườn bưởi đỏ của nhà chú. Vâng. Và đồng thời đang tỉa cành và để đi phục hồi chăm sóc cây bưởi tổ này. À đây là cây bưởi tổ ấy đúng không ạ? Đây là cây bưởi tổ. Vâng. Tuổi đời nó vào khoảng độ trên 60 năm. Hơn trên 60 năm. Vâng. Rồi các cụ sinh hạ ra chú để lại. À vâng. Đang duy trì và phát triển bảo tồn cái giống bưởi quý hiếm này. Vâng. Cây này là trên 60 năm rồi chú? Cây này là trên 60 năm. Là cây bưởi tổ đúng không ạ? Và cũng đã được nhà nước công nhận và treo mã số và duy trì cái giống bưởi quý hiếm này. À vâng. Thế thì là nhà chú có trồng nhiều không chú hay là chỉ mỗi trong này chú? À, hiện tại là từ cây này ra. Vâng. Chú cũng phát triển cái khu vực của vườn cạnh. Vâng. Là được khoảng độ hơn 30 cây có tuổi đời 45 năm 50 năm. À vâng. Đấy. Và sau đó thì chúng đã định hướng là mua đất trang trại để phát triển tiếp cái giống bưởi đỏ này bên trại bên kia. À tức là đây chỉ là cái khu vườn bưởi tổ của nhà mình thôi đúng không? Còn bưởi mà trồng đại trà thì là ở chỗ khác đúng không chú? Chỗ khác. Vâng. Ở đây thì mình được mấy cây à chú? Hiện tại nhà chú là được coi như là 9 cây. À 9 cây ở đây ạ. Mã số. À vâng. Vâng, thời là bình chuyển là cây đầu dòng. Dạ vâng. Để coi từ đấy ta nhân giống và phát triển. À đây là cây bưởi đây có cái thì anh thấy thì là có mã số của sở nông nghiệp. À vâng. Đánh dấu đã bình tuyển đây là cây số 1. Vâng vâng. Đấy. Vâng. Tất cả ở đây khu này là mình để lại hết đúng không? Rồi. Mà 60 năm thì nó vẫn là cho quả đây đúng không? Đấy, 60 năm thực ra như cây bưởi này nó vào khoảng hơn 300 quả. À vâng. Từ tháng 8 giờ khách đến thì ai cũng muốn để thưởng thức cái cây bưởi tổ này nên thì cũng đôi khi cũng chiều lòng khách và đồng thời cũng hái nên đến giờ vẫn duy trì được khoảng độ 150 trái nữa. À thế ạ? Vâng. Chú hái từ cái quả này cho cháu thưởng thức thử được không chú? Đây chú hái cho cháu. Cái quả ngon nhất đi, ngon nhất của vườn này. Vâng. Đấy, nó rất là đỏ đẹp. Vâng. Và chất lượng. Vâng. À đây, đấy. Rồi. Ờ chú có cái này hay nhỉ? Cái kéo này là nó vừa tác dụng cắt cành. Vâng. Giữ được quả. À vâng vâng. Mình chảy là không cần quay cái giỏ nữa. Vâng. À cái quả bưởi này thì nó không cần phải to đúng không chú? Cái này là coi là loại quả là đặc biệt nhất chứ chú? Quả này thực ra nói so với cây này thì là cái quả tương đối rồi. À vâng. Cháu cũng chưa biết là cái cây quả bưởi này ăn như thế nào thì chú có thể là cho cháu thưởng thức được. Chú sẽ vào trong bàn, chú bổ cho cháu ăn và kiểm tra cái thưởng thức xem cái đánh giá cái sản phẩm này tức là trong nõi nó đỏ tươi ấy. Đấy. À thế ạ, vâng thế thì chú cháu mình đi vào thử xem nào chú nhá. Thì chú thử xem là cái quả bưởi này nó có cái điều gì đặc biệt mà ở đây là duy nhất ở đây có cái cây bưởi quả bưởi này đúng không chú? Rồi, là duy nhất ở cái thôn Đông Cao này là có cái giống bưởi này. À vâng. Thì chú vào chú bổ thử cho cháu xem thử cái quả bưởi này nó có gì đặc biệt. Nó cũng không to lắm đúng không chú? Cái này nếu mà trọng lượng của nó nếu to nhất thì nó vào khoảng 2,2. À.
2 cân 2 to nhất đúng không? Con quả này là quả vừa vừa đúng không? Vâng. Thường là đợt giáp Tết này là người ta sẽ là lấy về để người ta... Đấy, giai đoạn này là chốc nữa là có một khách cũng ở dưới khu vực Hà Nội lên đặt hàng. Vâng. Và suốt từ ngày hôm qua giờ chúng rất tiếp được nhiều các hàng ở các tỉnh đến để đặt hàng trong cái giai đoạn Tết này. Cháu cũng chưa được xem là chú... Tức là hôm nay đấy, chú bổ cho cháu xem cái giống bưởi đỏ này. Nó cái đặc biệt nó khác với bưởi đỏ khác. Đấy. Nó đỏ au luôn. À vâng. Đặc biệt là cái vỏ này nó rất thơm. Vâng. Thế ra cái bưởi cái vỏ thơm như này chú làm cái gì không? Đấy, chú đang định hướng là làm sản xuất tinh dầu bưởi đấy. À, đấy. Tinh dầu bưởi. Rồi. Và cái múi thì đang làm nước ép trái cây. À, vâng. Bởi vì trong cái thành phần bưởi này nó có rất là thơm đúng không? Là chất lycopene là quý nhất ở cái bưởi này. Nó giống như cái vỏ bưởi đào chứ nhỉ? Rồi. Thực ra ngày xưa thì ở khu vực này cũng có giống bưởi đào. Vâng. Nhưng mà vỏ của nó không đỏ này. Vâng. Mà vỏ nó vàng. Thế nhưng đặc biệt cái bưởi này là nó đỏ là từ trong đỏ ra ngoài. Vâng. Thấy nó có nhà chú là trồng cái này là từ thời ông đúng không? Từ thời bố. Nói chung là đến bây giờ cái giống bưởi này nhà chú là duy trì là từ hồi các cụ nhà chú để lại. Đến đời chú và con nhà chú là đời thứ ba rồi. Ba đời trồng bưởi rồi. Ủa, thơm lắm chú ạ này. Đấy. Đây này. Ta thấy rất là đỏ. Vâng. Đẹp quá nhỉ. Đây là mình gọi là cũng chưa phải thợ bỏ bưởi. Vâng. Nên trông nó không được độ thẩm mỹ. Cái này cái tinh dầu của nó nhiều lắm chú này. Ngoài tinh dầu nhiều nhất cái bưởi này. Vâng, mà rất là thơm luôn. Thơm. Cái này mình tận dụng được đúng không nhá? Đúng rồi. Tận dụng được mình lấy mình về làm tinh dầu có tí này. Ủa, rất thơm. Thơm luôn. Nó thơm mà thơm thanh ấy. Đúng rồi. Thế nhà mình là cũng cháu cũng thấy là có được chứng nhận gì đây đúng không chú? Có, nhà chú là được cái giấy chứng nhận của Sở Nông nghiệp là người có thể bảo tồn và duy trì giống bưởi đỏ của... À đây là ông cụ, đây là bố của chú đúng không ạ? Đấy là bố của chú đấy. À ừ. Đây, ông cụ đây. Chứng nhận là duy trì đúng không? Hả? Đây là chú được chứng nhận là hội thi tìm hiểu khoa học kỹ thuật quảng bá xúc tiến tiêu thụ sản phẩm bưởi Hà Nội đúng không? Rồi. Chứng nhận Lương Văn Phương. Đây là con trai của chú đấy chú. Đấy, con trai của chú đấy. À. Và đây là chú đây. À chú. Và... ngày xưa đấy ạ. Đấy. Ngày xưa chú trồng nhãn hả chú? Ngày xưa là cũng là gia đình cũng trồng thêm một số cái nhãn. À vâng. Đấy. Và đây là bố của chú. Vâng. Năm cụ mất là năm 90 tuổi. À thế ạ. Thế là cái cây bưởi này là cây đầu tiên của thôn này. Rồi. Là có 90 cây chú có nói là có 90 cây bưởi cổ đúng không? Rồi. Từ cái cây này là chú đã phát triển ra được khoảng độ 34 cây. Và sau đó thì từ năm 2015 đến 17 thì Sở Nông nghiệp đã đánh giá được là 9 cây đầu dòng. 9 cây đầu để từ đó là nhân giống và phát triển cho các vùng lân cận. Cháu ăn thử xem nào. Đây mời cháu. Vâng, cháu thử xem nào. Cái tép bưởi nó rất đẹp. Rất đẹp đúng rồi. Không? Cái này Tết mà tiếp khách hoặc là mình để trên mâm ngũ quả đúng không? Rồi. Cháu thử con. Để cho ăn thử xem. Ừ. Nó hơi chua chua đúng không? Đúng rồi. Nó hơi chua chua. Cái dòng này là tầm này nó ăn nó hơi rôn rốt chua. À đấy ạ. Đấy. Có bao giờ nó ngọt không chú? Không, cái bản chất này là giống bưởi rôn rốt rồi. À nó là bưởi chua rồi. Chua. Rôn rốt chua rồi, à. Không phải bưởi ngọt. Nó không phải ngọt như kiểu bưởi diễn luôn. Đúng rồi, nó không phải ngọt như bưởi diễn. Vâng. Nên là ăn nó khác hơn cái bưởi khác. Vâng. Mở hai thị trường bây giờ này nha, thích cái dòng chuộng bưởi rôn rốt này. À đấy ạ. Còn nếu bưởi ngọt quá như bưởi diễn này là mấy năm nay này rất là rẻ. Vâng. Thế thường một quả này chú bán bao tiền một quả hả chú? Đấy, chú đang xuất buôn nó dao động khoảng 75 đến 80 nghìn một quả. 75 đến 80 nghìn một quả này. Nó xuất buôn. Vâng. Trông ăn khá là ngon. Nhưng mà cái bưởi này mà ăn mà ngon nhất ấy, nó vào mùa nào hả chú? Nếu mà đặc điểm của giống bưởi này mà để ngon nhất ấy, là sẽ rơi vào khoảng độ Tết Trung Thu. À tháng 8 đúng không? Tháng 8. Vâng.
là lúc đấy ăn rất ngon. Vâng. Nó rôn rốt như kiểu da xanh miền Nam ấy. Vâng. Thế còn đến một lúc thời điểm này khi mà dinh dưỡng nó đã tiết ra thì cái giá trị của cổ trong cái mũi bưởi nó không được ngon như lúc tháng 8 nữa. À, tức là cái thời điểm tháng 8 là ngon nhất đúng không? Vâng. Nó ngon nhất. Vâng. Cái mũi bưởi nó cũng rất là khôn. Vâng. Nó rất là ăn nó không chua lắm đâu. Rồi. Nó rôn rốt. Rôn rốt. Cái này mình chấm một cây thứ ngon nhỉ. Thế thì cháu muốn là đến tham quan cái vườn bưởi của nhà mình, sẽ là chú chia sẻ cái kỹ thuật trồng bưởi như thế nào. Thế thì hiện tại nhà mình là có bao nhiêu hecta hả chú? Tôi là sau đây thì dẫn thế anh đi xem mô hình trồng bưởi của chú. Chú đang triển khai và phát triển 3,5 hecta nữa. 3,5 hecta tức là trồng đại trà luôn. Trồng đại trà. Thì trong cái vườn của bên đấy thì chú trồng cả cây gọi thương phẩm năm thứ tư. Và đang sản xuất một số các cái cây con giống để phục vụ bà con và duy trì cái giống bưởi đỏ bản địa này. Vâng. Thế mời thế anh đi ra thăm mô hình trang trại của chú. Đi ra đường này chú? Ở đường này. Từ đây cách mấy cây chú? Từ đây ra đến trang trại nhà chú là khoảng độ 6 cây. Vâng. Đây là cái khu giống hả chú? Đây là khu cây giống của chú. Vâng. Cây giống này thì nó có cái thời gian sinh trưởng là 1 năm. Vâng. Đấy, cây con này chú đang ghép này. Vâng. Cái lô này là cũng để làm cái chương trình dự án cho phát triển huyện Mê Linh. Vâng. Bảo tồn cái giống bưởi đỏ quý hiếm này. Vâng. Thế và sau đó thì ta sẽ đi vào đây chú. Đây cây này là được ghép đúng không chú? Hay là từ hạt của nó ạ? Đấy. Nói chung là một quy trình cây giống của nó thì nó sẽ rơi vào khoảng 1 năm tuổi thì nó sẽ xuất được. Vâng. Thế sau như cái cây này thì nó sẽ nảy lên khoảng độ một đợt nọc 25-30 phân. Vâng. Sau đó bánh tẻ già thì lúc đấy thì ta có thể xuất vườn được. Nhưng mà cái cây này chú, cây này là được ghép à hay là gốc? Cây này nó là cây bưởi con. Bắt đầu ta ương xử lý sau khoảng độ 5-6 tháng tuổi sau ta ghép. Vâng. Còn quy trình của nó là cứ từ lúc coi ươm bầu cho đến lúc cây ghép là phải 1 năm bắt đầu mới xuất được. À vâng. Cây này là được mấy tháng rồi chú? Cây này nó vào khoảng độ 8 tháng tuổi. 8 tháng tuổi rồi ạ? Tức là mình ghép, cây này là cây ghép đúng không chú? Cây ghép lên đúng không? Vâng. Ở đây mình có khoảng độ mấy vạn cây con này? Hiện tại là bên chú ấy, là đang sản xuất cây bưởi đỏ này nó lên tới khoảng 2 vạn rưỡi quả. 2 vạn rưỡi cây. Vâng. Thế thì khoảng bao lâu thì cái cây này sẽ bán được hả chú? Cây này này dự kiến của chú nó sẽ rơi vào khoảng độ tháng giêng. Tháng riêng tháng của năm 2021 thì ta sẽ bán. Vâng. Đây là từng lứa đấy, một đây chú chú. Từng giai đoạn một đúng không ạ? Giai đoạn này là có thể là ghép. Vâng. Còn giai đoạn này là bắt đầu là thành phẩm này. Vâng. Đây là cây có thể là xuất được. Vâng. Đây là đây là cái cây có thể xuất được đây đúng không chú? Cây như thế này là cây đã đủ ghép thành phẩm rồi là sẽ ghép là xuất được này. Vâng. Đấy. Cây tốt nhỉ? Đây là những cái cây có thể là xuất bán được rồi chú. Bán được. Cái này được vào bao nhiêu tháng tuổi rồi chú? Cây này nó vào khoảng độ 16 tháng. 16 tháng mới bán được rồi chú. Đây mình gọi là cây choai nhỉ. À, hiện tại thì chú bán cái cây này bao tiền một cây này ạ? Nếu như thằng dòng cây choai này này chú đang xuất nó rơi vào khoảng độ 150.000 một cây. 150.000 một cây này. Đấy là cây khoảng độ 16 tháng tuổi. Thường là thị trường cây giống này thì chú cung cấp cho những đâu hả chú? Cây giống của nhà chú thường thường xuất đi các tỉnh. Đấy, nhưng mà bây giờ đang chủ yếu nhất là đang làm khu vực của miền trong là khu vực Vĩnh Long. À, tỉnh Vĩnh Long. Vĩnh Long là đang coi như là vào trong đấy một cái thị trường là chú đã phát triển một vài hecta trang trại trong đấy liên kết bà con đang trồng cái giống bưởi đỏ trong đấy. À vâng. Và hơn 2 vạn cây tức là lúc nào cũng có thể xuất bán được đúng không chú? Trong nhà chú lúc nào cũng có cây xuất. Vâng. Liên tục chứ không bao giờ để bị rỗng hàng. À, ở đây là chú có tất cả mấy khu đúng không chú? Nhà chú hiện tại một trang trại ấy, thì trang trại này sẽ rộng nhất, nó vào khoảng hơn 3 hect. Vâng. Còn một trang trại thứ hai nó vào khoảng độ 3.600 mét. À vâng. Trang trại thứ hai. Vâng. Còn cái khu ở nhà thì nói chung là nó là mô hình vườn. Vâng, mô hình vườn đúng không? Còn đây là lại cây choai này. Như cây này người ta đánh lên xong là về trồng luôn đúng không chú? Đúng rồi. Cây này thì nó có tuổi đời nó vào khoảng năm thứ 3.
3 năm rồi. Thì sau khi hách mua cái thì ta cứ thế này coi như là bó bầu chặt lại và sau đó ta vận chuyển đến trồng cho khách, thì cuối năm nay là những cây này nó sẽ ra hoa này. Vâng. Thế cái cây này thì là mình trồng trồng trong chậu được không chú? Có. Trong chậu thì nhà chú lại phát triển một cái mô hình bưởi trong chậu nữa, thì nó ở chỗ địa điểm khác. À vâng, cho thấy cái đám này tốt phết nhỉ. Đây là cây choai đấy. Những cái cây choai đây đúng không ạ? Cây choai. Vâng. Còn những cái cây này hả chú? Cây này thì chú mua của các gia đình các hộ ấy. Vâng. Sau khi họ bán làm nhà à, thì mình mua lại để mình duy trì và bảo tồn giống cái bưởi đỏ quý hiếm này. Vâng. Đấy nên là các hộ ở gia đình Đông Cao có cây bưởi nào to, vâng, làm nhà đến là hầu như chú mua lại để thu thập lại dòng. Vâng. Đây là cây này có tuổi đời tầm cỡ khoảng 25 đến 26 năm rồi. 25 26 năm cây này. Vâng. Cây bưởi này là thuần chủng luôn đúng không chú? Đúng rồi, cây này cây thuần chủng đấy. Vâng. Cái này thì chú có cho cái phân gì không chú? Có. Cái cây choai này của chú thì phần lớn là vẫn sẩm, chủ yếu là phục hồi phân hữu cơ. Phân hữu cơ. À, xử lý phân hữu cơ. Vâng. Thì một là cây nó sẽ đảm bảo và tiêu thụ thức ăn nó sẽ dễ hơn. Dạ. Có phải phun thuốc sâu hay cái gì không, kích thích cái gì không chú? Có, tần ngoài vấn đề các cái đợt độc của bưởi này ra ấy, thì mình nên sử dụng các cái phân chế phẩm vi sinh. Chế phẩm sinh học, chế phẩm sinh học đúng không ạ? Đấy, để mình phun. Thì nó sẽ chống được các cái côn trùng trích hút này. Vâng. Hay là để xử lý cái con vẽ bùa. Vâng. Cái bưởi này nó thường gặp vẽ bùa và nhện đỏ. Vâng. Và cái con trích hút. Đấy, ba cái côn trùng này là nó hay coi như phát triển mạnh và phá hại cái cây bưởi này. Vâng. Tất cả cái khu này là của chú hết luôn đúng không? Tất. Cái chiều dài của chú nó vào khoảng độ 500m. 500m. Chiều ngang này nó vào khoảng độ hơn 90m. Vâng. Thì chú sẽ định hình ra làm hai khu vực. Vâng. Một là khu vực bưởi đỏ. Vâng. Hai là khu vực bưởi diễn. Vâng. Và trong cái bưởi đỏ bưởi diễn về trong cái à đây là chú là không nguyên bưởi đỏ mà cả bưởi diễn luôn đúng không? Bưởi diễn luôn. Vâng. Và trong cái thời điểm mà cây còn ngắn ngày như cái nô bên này, vâng, đấy là chú lại xen cái cây rau vào. À tức là đây, đây là bưởi bên này là chú có thể là vừa trồng bưởi vừa trồng rau ở đây đúng không? Đây là cây này mới được 2 năm tuổi. Vâng. Tận dụng cái khoảng gian đất trống thì mình xen cây rau này để dạ, lấy ngắn nuôi dài. Vâng. À đây là mình vừa có thể trồng bưởi vừa trồng rau đúng không ạ? Để tránh lãng phí đất đúng không? Xen canh đúng. À đây hết cả khu này là trồng rau các thứ đây đúng không chứ? Một cái bãi này rộng quá chú nhỉ? Chỗ này cơ bản là cây choai là chủ yếu. À đây cây choai. Đây là chú có thuê cả công nhân làm đây hả chú? Hiện tại là vẫn thuê. Vâng. Một ngày thì thường thường khoảng độ 5 công nhân. 5 công nhân làm đây đúng không ạ? Đấy. Đây là hệ hai đồng chí này là công nhân. Vâng. Đây là hệ thống tưới tiêu đây đúng không? Nước. Vâng. Để xử lý phục vụ các cái cây này. Vâng. Ở đây đất cũng tốt đúng không chú? Đất ở đây đất phù sa. Đất phù sa rất tốt. Vâng. Được cái là dinh dưỡng là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà xong việc đấy vẫn phải kết hợp các cái phân vi xương. Vi cần, tức là vẫn phải dùng cái phân hữu cơ đúng không? Hữu cơ vi sinh đa lượng để mình cung cấp cái thêm, bởi vì trong cái thành phần đất này nó vẫn thiếu, không thể đủ được các dinh dưỡng được. Dạ vâng. Mình muốn làm được tốt và chất lượng nó ngon thì mình phải cung cấp các phân đa vi lượng nữa. Vâng. Trở thành những cây bưởi nó dinh dưỡng, nó ăn nó ngon và nó ngọt. Vâng. Và mẫu mã đẹp. Vâng. Là vườn bưởi đỏ của chú. Vâng. Năm nay bắt đầu năm thứ tư. Vâng. Thì và cũng có một số cây đang bói. Vâng. Sau đó cháu đến xem thực tế. Vâng. Cái bưởi đỏ của Đông Cao này nó phát triển ở đất phù sa rất là phù hợp. Dạ. Hiện tại là cây này cũng đang bói nó cho khoảng 15-20 quả. Vâng. Nhưng mà khách yêu cầu thì là muốn xem tận nơi và chảy hái. Vâng. Đây là chú phải bọc cái này hả chú? Đấy, nếu mà muốn một quả bưởi đỏ nó cho đẹp ấy. Vâng. Là mình lúc thời điểm non vào khoảng tháng 3 ấy. Vâng. Là mình phải bao trái này. Dạ. Bao trái này nhằm mục đích là tránh các côn trùng. Vâng. Và tránh cái lấm bệnh nó xâm hại. Dạ. Thì mã bưởi của nó mới sẽ đẹp. Vâng. Đây là chú sẽ cổi cho cháu xem này. Vâng. Cái bưởi này của nó đặc điểm nó đỏ lắm và nó thơm. Ôi. Nó đỏ và nó thơm. Đẹp quá nhỉ, như quả gốc luôn ấy nhỉ. Đẹp hơn ấy. Đấy, nó thơm lắm. À giống người dân à. Cháu chỉ cần sờ tay này vào cái là nó thơm rồi. Ủa thơm quá nhỉ? Đấy. Sẽ sẽ mà dụng lắm bởi cái giống này nó bở. Vâng. Cái bưởi này nó đỏ từ nhỏ à chú? Không, cái này thì phát triển nó là lúc ra nó vẫn xanh như các bưởi bình thường. À. Thế nhưng bắt đầu từ tháng 8 là nó trở mã dần vâng, dần nó vàng vàng. Vâng. Thế sau khoảng độ tầm cỡ khoảng độ cuối tháng 9, dạ, tháng 10 âm lịch của mình thì bắt đầu nó đỏ. Vâng.
và đến Tết này nó sẽ đỏ tươi như thế này luôn. Ồ đẹp quá đấy. Chú nhỉ. Ừ. Nên cái giống này hầu như là ở khu vực mình thì hầu như là vẫn chưa phát triển lắm. Đúng rồi. Chỉ có mỗi khu vực các chú đang bảo tồn và duy trì cái giống bưởi quý hiếm này. Và hiếm đấy chú nhỉ. Và đây là được đang bói đúng không? Cây này được mấy năm rồi chú? Cây này là năm thứ tư đấy. Năm thứ tư mới nó có quả bói đúng không? Quả bói. À và bởi cái trại này của chú ngày xưa là rồng nó nẫn táo. À thế là nó không phải là nó quang như bên chỗ rau kia. Vâng. Như quang chỗ rau kia thì có thể 3 năm là đã có khai thác được quả rồi. Vâng. Đấy như bên chỗ rau đấy là mới được 2 năm. Vâng. Bởi cái trại này thì chú mua làm 2 giai đoạn. Vâng. Đây này. Quả rất là to. Nó to hết cỡ chứ chú? Nói chung như tầm này nó cũng là tương đối đấy. À vâng. Có những quả chẳng như kịch nhất phải tầm cỡ 3 cân. À thế ạ. Đấy như vừa rồi chốc về xem nhà chú có quả phải 3 cân. À to vâng. Lắm. Dạ vâng vâng. Đây là chú giới thiệu với cháu. Vâng. Đi vào đây là thăm cái mô hình bưởi của chú. Vâng. Nó 15 năm tuổi. Đấy. Và hiện đang cho trái rất là sai. Vâng. Và trong cái giai đoạn này là chính cũng là cái vườn này để cung cấp cho thị trường phục vụ Tết Nguyên Đán. À, vâng. Cái bưởi này là phục vụ sắp đợt Tết này đâu chú. Rồi. Còn cái bưởi ăn thì bán trước hết rồi. Còn bây giờ là cái giai đoạn này nó cũng quả bưởi đẹp. À, để mình coi như là thơ và trưng bày ngày Tết. Vâng. Đấy. Cháu thấy là cái cây bưởi này là có cả cái mã QR rồi. À đúng chú? Cái mã này là của chú là xác định là mã để chống hàng giả, là cái tem QR code để sản phẩm bưởi của chú là vươn tới xa và tầm coi thị trường họ biết đến nhiều hơn. Tức là cái thương hiệu là đấy, thương hiệu. Vâng. Tem QR code này. Vâng. Để coi sau khi bà con mua quả bưởi của hợp tác xã chỉ cần check vào đấy là biết được cái địa chỉ và nơi vùng sản xuất của cái giống bưởi này. Vâng. Cái cây bưởi này là được bao nhiêu năm rồi chú? Như cây này nó vào khoảng độ 15 năm tuổi. 15 năm. Rồi. Đấy thì cháu thấy không, như cây này nó vào khoảng độ 160 trái. Đấy. Tức là một cây này là nó dao động khoảng độ 160 đến 200 trái. 200 quả. Đà đây là chú để lại những quả đẹp rồi đấy. À. Thế còn nếu mà lúc cái tháng 8 thì cây này nó phải tầm cỡ 220 đến 230 quả. Vâng. Tất cả đều phải bọc hết. Vâng, đều bọc hết. Vâng. Đây là nó cũng rụng một phần đúng không chú? Rụng đấy, mấy hôm nay là gió mùa này. À, nó sai quá đúng không? Sai với cái giống này là cái vấn đề bảo quản rất là khó. À. Bởi vì là nó, ngày xưa là cứ thường thường vào tháng 10 là dân phải thu hoạch hết rồi. À vâng. Nhưng bây giờ với tinh thần là khách hàng họ muốn làm sao để những quả bưởi nó tươi này. Vâng. Và lại muốn cắt được quả cuống này. Vâng. Nên nhà vườn duy trì cái bưởi để đến giờ phục vụ nó rất là vất vả. Rất là nhiều công phu để giữ gìn cái quả bưởi này. Cái bưởi này chú có thể cho nó ra trái vụ không chú? Không, đặc biệt của ngoài Bắc mình là chỉ ra chính vụ. À, bởi vì thời tiết của ngoài mình nó khác với trong Nam. Vâng. Bởi khí hậu của mình là ngoài 4 mùa. Vâng. Nên cái thời tiết là nó chỉ ra qua có một mùa đấy. Vâng. Trái vụ chú để có thể cắt cho cháu một quả cho xem thử thế nào. Rồi. À. Đây nhá, cháu sẽ cắt cho cháu đẹp, xem. Đẹp nhất chú. Cắt cho cháu xem thử. Chú có cái kéo để tiện được không nhỉ? Cái kéo này là rất là đa năng. Vâng. Vừa là cắt cành này. Vâng. Vừa là cắt quả. Đấy. Cháu đỡ này. Vâng. Để xem có rơi. Mất rơi mị. Cứ bóp chặt đi chú. Bóp chặt giữ luôn. Đấy, đây. Đấy, chú giữ luôn đúng không chú? Rồi. À, hay nhỉ. Đấy, bây giờ cháu thử mở ra xem. Nó đỏ lắm. Vâng. Đỏ tươi luôn đấy. Ồ, cái cuống này nó cũng dễ rụng. Đúng rồi, cái giống bưởi nó rất dễ. À. Bởi bản chất của nó là phải thu hoạch từ tháng 10 rồi. Vâng. Thế nhưng mình để đây là theo tính chất khách hàng thì mình phải duy trì đấy, còn vấn đề bảo quản nó rất là vất. Vâng. Đấy, nó không như các cái dòng bưởi khác. Vâng. Bởi đặc biệt của nó đến thời điểm sinh trưởng nó chỉ nhất định, còn sau là nó sẽ rụng. Vâng. Khá thơm chú ạ. Thơm đấy. Mà nó cũng chắc đúng chú. Rồi. Cái này là phân các thứ là phân hữu cơ hết hả chú? Đây chú dùng nguồn phân này đều là phân hữu cơ hết. Vâng. Để bón cho cái bưởi này. Thường thì một quả bưởi này bây giờ chú bán thì bao tiền một quả này chú? Nếu bây giờ chú Tết đang bán buôn nó dao động khoảng độ 75-80 nghìn quả. 75-80 nghìn một quả này. Ừ. Bán buôn đấy. Ừ. Thường là chú bán ở trong siêu thị hay là ở đâu chú? Phần lớn là đều các cái khách gọi là tự do đấy, ngoài thị trường tự do. À. Còn các kênh siêu thị hầu như cũng đặt vấn đề nhưng mà không có hàng bán. À, mình không đủ đáp ứng cho siêu thị đúng không? Rồi. Chứ để đây. Khoảng khá là cũng nặng đấy chú. Nặng mà, bưởi nặng lắm. Cái này được mấy tháng rồi chú? Cái này nếu tính ra nó vào khoảng độ 10 tháng rồi. 10 tháng rồi. 10 tháng, 11 tháng rồi. À. Cứ thường thường chu kỳ quả bưởi nó cứ nếu lúc bán bưởi ăn thì nó vào khoảng độ 6-7 tháng là mình bán bưởi ăn là vào tháng 8.
Vâng. Còn từ tháng 8 đến cho đến Tết nó khoảng 4 5 tháng nữa thì bắt đầu mình thu hoạch phần đỏ này. Vâng. Còn lúc tháng 8 thì nó chỉ là gọi màu vàng thôi. Nó không được đỏ. Chú ơi, cái bưởi này ấy, mà mình mà trồng thì nó phải đòi hỏi cái điều kiện thổ nhưỡng cũng như khí hậu như thế nào chú? Thực ra cái bưởi đỏ ấy, vâng, khu vực Mê Linh này nó phát triển rất là rộng. Vâng. Thế nhưng mà để có tính chất mà ăn chất lượng ngon, vâng, và mẫu mã đẹp thì vâng, cái vùng thổ ven đất sông Hồng vẫn là đẹp nhất. Tức là đất phù sa, phù sa sông Hồng. Ừ. Sông Hồng phá cát đúng rồi, là bưởi phát triển đẹp nhất. Vâng. Thế còn các cái đất chất khác ấy, thì đòi hỏi là cái cung cấp vi lượng phải nhiều lên. Vâng. Và cái chăm sóc nó phải đi vào coi như là đây, quy trình bài bản hơn thì nó, chất lượng đất nó khá là tốt chú nhỉ? Đất đây đất phù sa nó rất tốt. Cái này cái đòi hỏi nhiệt độ các thứ nó còn cầu kỳ lắm không chú? Ví dụ ra hoa các thứ mùa nào không chú? Thực ra cái bưởi đỏ này nó sẽ ra sớm hơn bưởi diễn khoảng một tháng. À. Đấy. Chẳng hạn bưởi diễn của mình nở hoa và rộ nhất thì nó sẽ rơi vào tháng 2. Vâng. Thế nhưng mà cái bưởi đỏ này của mình có thể là trước coi là tháng 1. Vâng. Là nó đã ra hoa rồi. Ra hoa ra quả rồi nên cái thời tiết mà để đậu quả ấy là nó thuận hơn là cái bưởi diễn. Nó tránh được cái thời điểm mưa sương. Đấy. Nhưng mà ví dụ nhá, ví dụ mà chú ghép cái cây bưởi đỏ này với lại cây bưởi diễn thì có ghép được không chú? Ghép được. Đấy, bây giờ nhà cũng đang đi ghép cho một số các bà con cải tạo từ bưởi diễn sang bưởi đỏ. À. Đấy. Ừ. Tức là lấy cái gốc của bưởi diễn bưởi, để đỏ này ghép sang cái gốc của bưởi diễn. Vâng. Nói chung là làm được hết cái nó khá là thơm chứ nhỉ? Thơm bưởi lắm. Đỏ nó thơm đúng không? Ừ. Cái này mà dịp Tết chẳng hạn Tết mà mình để vào mâm ngũ quả đúng không chú? Rồi. Thì nó rất là thơm. À. Thơm thật đấy. Đây ở đây là cái vườn này là bao nhiêu ha chú? Vườn này tính ra tổng của liên kết chỗ bà con này nó vào khoảng 5 hectare. 5 hectare. Ừ, trong đó thì có hai cái sản phẩm chính, một là bưởi diễn, hai là bưởi đỏ. Vâng. Bây giờ mình đang là tiềm năng nhất là bưởi đỏ luôn. Đang phát triển mạnh nhất là cái bưởi đỏ. Vâng. Cho đấy là tới đây khả năng là ở đây khu này chắc là nó kín bưởi đỏ hết rồi. Rồi. Đấy chú đang định hướng để phát triển cái bưởi đỏ của Mê Linh này lên tới 50 100 hectare cho năm 2025 đó. Ví dụ như nếu như cái giá cả bây giờ thì 1 ha tính với cái giá mà trồng cái bưởi diễn ấy thì nó khoảng bao nhiêu tiền 1 ha này? Nếu như bưởi diễn ấy, so đến lúc mà thu hoạch cái bưởi diễn thì nếu tính ra năm thứ 10 thì nó cũng chỉ được khoảng 4 đến 500 triệu trên 1 ha bưởi diễn. Vâng. Đấy, còn nếu mà nói bưởi đỏ cùng cái thời gian 5 tuổi như thế thì chắc là bưởi đỏ sẽ thu hoạch tầm cỡ khoảng 1 tỷ 2 cho đến 1 tỷ rưỡi. 1 tỷ 2 đến 1 tỷ rưỡi trên 1 ha. Ha mà cái giống bưởi đỏ này. Vâng. Đây là cháu thấy là khá là tiềm năng. Đúng không? Mà hiện tại là ở Việt Nam là duy nhất ở đây có đúng không chú? Đúng rồi. Nếu mà nói về bây giờ thì có hai cái điểm chính là có. Dạ. Thì một là cái địa điểm thằng Luận Văn Thanh Hóa. À bưởi Luận Văn đúng không? Đấy, Luận Văn hay vâng, còn gọi là bưởi Tiến Vua đấy. Vâng. Thế nhưng về mà hình thức ấy, và mẫu mã thì vẫn thua bưởi đỏ Mê Linh này. À. Đấy, bởi vì năm 2019 được vâng, Festival coi là công nhận và cái sản phẩm Festival thi bưởi của Hà Nội đấy. Vâng. Thì là bưởi đỏ của Mê Linh của chú là được cái giải nhất và vâng, bưởi Luận Văn là được giải hai. À. Đấy là được các ban ngành trung tâm đánh giá cái sản phẩm và đánh giá cái hương vị thơm và chất lượng. Đấy. Cũng... Cháu vừa mới cầm quả bưởi mà đấy, nó vẫn còn vương ở trên ừ, tay chú. Đấy nếu mà cháu xoa cầm quả bưởi vào là sau nó còn có mùi thơm nó bắt vào tay rất là thơm. Nhưng mà sau này ấy, sau này ví dụ như cái quả bưởi này chú có tính đến cái góc độ là sẽ phát triển ví dụ như là mất vỏ bưởi không? Thì cái định hướng của các chú là bây giờ đang trồng một vùng nguyên liệu của Mê Linh. Vâng. Lên tới 100 hectare. Vâng. Thì hướng tương lai là sẽ đi vào sản xuất cái tinh dầu bưởi này. Tinh dầu bưởi. À, hai là cái nước ép để phục vụ đời sống. À. Bởi vì trong cái sản phẩm bưởi đỏ này là có một cái chất nicoben là quý nhất. Vâng. Mà không bưởi nào có được. Chất nicoben này nó sẽ gây được các phản ứng tế bào lạ như ung thư và uống của nó rất tốt cho sức khỏe, tức là nó đẹp này, và đồng thời là an toàn trong vấn đề sản phẩm. Để mà đánh giá một quả bưởi như thế nào đẹp, nếu như một quả bưởi như thế này đã đạt yêu cầu chứ? Thực ra nếu mà quả bưởi mà thờ Tết ấy, thì ta thường nhìn tức là 2-3 khía cạnh. Vâng. Một là trái nó phải tròn cân đều. Tròn cân, đều. Đấy, tròn cân đều và cái thứ hai là trông mẫu mã và hình thức nó phải bắt mắt. Vâng. Thì bày nên mâm ngũ quả nhà ta mới cái biểu tượng tức là cái tài lộc dồi dào. Vâng.
Đấy, nên cái nhất là người chủ mà để chăm sóc được một cái vườn bưởi như này thì cũng đòi hỏi rất nhiều cái công phu từng cái giai đoạn chăm sóc và từng giai đoạn để bám sát nó và nhìn những cái mầm mấm bệnh để mình phát hiện ra, mình xử lý kịp thời thì bưởi nó mới đẹp và chất lượng được. Cháu thấy là tại sao chú không bọc bằng ni lông mà chú lại bọc bằng cái tức là cái bọc cái bao xi măng này có ưu điểm là mẫu mã đẹp này. Hay là chống được các cái côn trùng chích hút và chống được các giày dẹp. Đấy. Nên là bắt buộc mà bây giờ để muốn sản xuất hàng hóa chất lượng cao thì mình hướng tới là vẫn phải sử dụng cái bao xi măng này. Thì sản phẩm bưởi của mình mới đẹp được. Và hai là cái chất lượng nó không sử dụng cái thuốc bảo vệ thực vật được. Thì nó mới giá trị nó mới cao. Là tất cả những cái mà cái quả này thì mình sẽ bọc hết không, từ khi mấy tháng tuổi chú? Từ lúc vào khoảng độ 3 tháng là bắt đầu mình bao rồi. 3 tháng tuổi là mình bao rồi. Là có thể mình bao rồi. Đây là chú đang dùng cái sản phẩm HNC của Viện Nghiên cứu Ứng dụng Khoa học của Việt Nam. À, Viện Nghiên cứu Sinh học Ứng dụng đúng không? Rồi. Thế là chú sẽ cho vào đây. Cho vào đấy. Tức là xử lý. Xử lý trong này đúng không? Trong này. Xong là sẽ đi phun. Sau đó thì ta sẽ coi như là dùng cái máy, coi như là động cơ ký rưỡi. Ta phun như là kiểu mình rửa xe đấy. Thì một là vấn đề mầm bệnh nó sẽ sạch, và hai là phun nó sẽ bông. Là sẽ chuẩn hơn. Đỡ phải mình đeo cái bình tay. Cho thấy là ở dưới này nó khá là sạch đúng không? Cái này là mình có phải xử lý phân hay là phun thuốc trừ cỏ hay là nó cái này đặc biệt của nó là cái tán cây này mà sau khi nó tốt ấy, là nó không có ánh sáng thì cỏ ta sẽ không mọc được. Nhưng ngoài ra thì ở đây thì không bao giờ sử dụng cái vấn đề thuốc đánh hoa học rồi. Mà đều qua sử dụng cái sản phẩm như hữu cơ. Để một tăng cái độ phì lên cho đất. Tức là sử dụng hoàn toàn bằng phân hữu cơ. Hữu cơ. Nên nó an toàn hơn. Nó an toàn. Mà nó lại là kiểu như là nó đã đảm bảo môi trường. Đảm bảo môi trường hơn. Cái trồng cái cây này chăm sóc nó có khó khăn lắm không chú? Thực ra cái bưởi diễn này, bưởi đỏ này là cái vấn đề nó phát triển khỏe bưởi diễn. Mầm bệnh ít hơn. Đấy, nên các cậu thấy không, cái bộ lá của bưởi đỏ này nó rất xanh đẹp. Xanh di. Nó tươi. Đấy, nó tươi, nó phát triển rất là khỏe. Đấy. Cũng là một cây bưởi nhưng cây bưởi diễn nó phát triển mang chất là rất là yếu cây. Thường thường thì chú có phải là tỉa cành hàng có năm đấy. Tỉa cành không chú? Hàng năm cái bưởi này nó sẽ hai giai đoạn tỉa là chính. Một là lúc giai đoạn quả lon vào tháng 3, tháng 4 đấy. Mình vừa là tỉa quả, vừa là tỉa những cành coi như là răm rêu sâu. Thứ hai là bắt đầu như giai đoạn này chuẩn bị thu hoạch xong ấy, thì mình cũng lại dọn vệ sinh tiếp một bận nữa. Thì sau đó ta sẽ tiến hành đi vào quả sới sáo. Tức là ví dụ như tỉa là mình lấy những cái máy cái kéo này. Đấy. Mình tỉa cả cái quả tức non. Là tỉa thì ta sẽ dùng cái kéo coi như là kéo cây này. Đấy, thì ta tỉa thì đỡ phải công trèo leo và hai là trèo lên đúng không? Rồi là nó xử lý là rất là thuận lợi. Đấy. Tỉa cái này thì nó đơn giản đúng không? Nó thực ra cái này thì chỉ mỗi tỉa làm sao những cành nó rong rêu. Nó không có phát triển theo cái quả cái nữa thì mình nên cắt bỏ vừa đồng thời là vệ sinh. Để cho nó tập trung vào những cái chính của mình nó đẹp. Nó có cái kéo này nó tiện. Nó sẽ tiện. Trước kia thì ta cứ đều phải dùng thang. Nhưng mà sau khi coi như là mình xem trên cái trang mạng thì có cái sử dụng cái kéo cắt cành đa năng này là nó rất là thuận lợi. Nên là chính vì thế là chúng ta nhà vườn nào cũng nên mua một cái kéo này để sử dụng, nó trở thành những bài bản và đỡ được công leo trèo. Công leo trèo đúng không? Mà lên trên này con bọ với lại kiến các thứ nó cắn luôn. Nó cắn nó cũng nguy hiểm. Rất là sắc. Vừa rồi thì tôi cũng đã cùng với quý vị khán giả đến thăm được mô hình trồng bưởi đỏ của chú Phương đây. Và hôm nay cháu rất là vui khi được chú Phương đã dành chút thời gian để gửi tới quý vị khán giả cũng như bà con nông dân về cái cây bưởi đỏ này. Dạ vâng ạ. Dạ, cảm ơn chương trình Làm Nông. Các bạn có thể muốn mua cái giống bưởi đỏ này của Mê Linh thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại 0397 5/2, rất hân hạnh được phục vụ quý khách và cảm ơn chương trình.
Dạ vâng, nếu như quý vị và các bạn và bà con có nhu cầu muốn trồng cũng như là mua cái cây mấy quả bưởi này để Tết Nguyên Đán sắp đến rồi ấy, thì nếu như có nhu cầu thì sẽ liên lạc với chú Phương. Và chú Phương không những là bán quả bưởi này mà còn bán cả cây giống cũng như là chia sẻ về phương pháp cũng như là kỹ thuật chăm sóc đấy bà con nông dân, đúng không chú? Rồi, đúng rồi. Dạ vâng, chương trình của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo ạ.